Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta sốt sáng dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh hôm nay, đặc biệt là để tỏ lòng kính mến trong ngày lễ kính lòng thương xót của Chúa mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thiết lập cách đây 19 năm. Xin Chúa cho chúng ta biết tín thác vào tình thương của Chúa, vào lòng thương của Chúa, để chúng ta được hưởng những ơn ích mà lòng thương xót Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Ý lễ chiều nay dâng để cầu cho linh hồn Elizabeth, hai linh hồn Maria, sáu linh hồn Giuse, hai linh hồn Phêrô, linh hồn Phaolô lễ dỗ, các linh hồn thai nhi và các linh hồn. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng. Chúa ở bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chỉ có Chúa là đấng tối cao. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Sa-lô-môn. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông, đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phê-rô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Giê-ru-sa-lem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa tròn tình thương. Nhà Israel hãy sướng lên, ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Nào A-ha-rôn hãy sướng lên, ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Người tôn sơ Chúa hãy nói lên, ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Ngài vẫn chưa che phù giúp tôi, dù đời giăng mác đầy hiểm nguy. Ngài trở nên đấng giải thoát tôi, vì Ngài là dũng lưng đời tôi. Mừng vui chiến thắng lời hán van, kìa này tay Chúa kỳ diệu thay. Là đã thơ nề loại bỏ ra, đã trở nên đá lưng thơ xây. Viền do tay Chúa làm lớn lao, thần là cao quý kỳ diệu thay. Và đây ngày Chúa đã tán nên, mọi người ca hát và mừng vui. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa
Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Patmo, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: điều ngươi thấy hãy ghi vào sách và gửi cho 7 hội thánh. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy 7 cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn có ai giống như con người, mình mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Lúc thấy người, tôi ngã vật xuống dưới chân người như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: đừng sợ, ta là đầu và là cuối, ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng
Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như tôi nói lúc đầu lễ là Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh hôm nay là lễ mà Đức Thánh Gioan, Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập để kính lòng thương xót Chúa. Thánh Giáo hoàng lập ra cái ngày lễ này vào cái dịp Ngài phong thánh cho một nữ tu người nước Ba Lan tên là Faustina. Faustina được ơn mặc khải riêng để hiểu biết và được Chúa trao cho cái sứ mạng để mà loan truyền việc kính mến lòng thương xót của Chúa. Faustina trở thành vì tông đồ cổ võ cái lòng thương xót của Chúa. Và hàng năm vào cái nghĩa này thì trên khắp thế giới, trong hội thánh toàn cầu đều hướng về việc tôn kính, tôn sùng lòng thương xót của Chúa. Cái cốt lõi, cái căn bản, cái chính yếu của việc tôn sùng lòng thương xót Chúa là chính lời Chúa Giêsu đã truyền cho thánh nữ Faustina. Và chúng ta vẫn đọc và cộng đoàn để ý, khi đặt tượng lòng thương xót Chúa trong nhà thờ của giáo xứ Tân Trang, ở dưới có cái câu đó, cái câu cốt lõi của lòng tôn sùng lòng thương xót Chúa: lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. Cái lời tuyên xưng này, cái lời mà thánh Faustina cổ võ này là nền tảng của việc tôn sùng lòng thương xót của Chúa. Bức hình có những tia sáng mặc màu đỏ và màu trắng từ trái tim Chúa tỏa rộng ra, tượng trưng máu và nước đổ ra ở cạnh sườn Người. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy ngày thứ sáu tuần thánh đó, khi cái người lính đâm vào cạnh sườn Chúa, tức thì máu và nước chảy ra. Máu và nước chảy ra tức là truyền sự sống. Cho nên khi Chúa hiện ra với Faustina thì Chúa cũng ăn mặc, mặc một cái kiểu như vậy, với những cái tia sáng màu trắng, màu đỏ, để nói đến máu, để nói đến nước từ cạnh sườn Chúa đổ ra, đặc trưng để diễn tả cái tình yêu trao ban, tình yêu hiến thân và tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho những người hoàn toàn tin tưởng và phó thác cuộc đời cho lòng thương xót của Chúa. Không thể trong mấy phút mà có thể gợi lại hết những cái điều về lòng thương xót Chúa mà Chúa mặc khải cho thánh Faustina. Chỉ gợi lại như thế để chúng ta trở lại với lời tin mừng của thánh lễ hôm nay, thì chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta vừa nói đó, nó được suy diễn, nó cũng thích hợp với cái câu chuyện cứng lòng tin của ông Thomas trong bài tin mừng. Việc Chúa cho các tông đồ xem tay, xem các lỗ đinh và cạnh sườn của Ngài là để các ông biết và tin Chúa đã sống lại. Các ông không còn có hoài nghi nữa. Và khi thấy chứng kiến được những điều đó rồi thì cái việc Chúa tỏ cho ông Thomas cũng lại là điều kiểm chứng lại các điều mà các tông đồ đã thấy, bằng cách là cho Thomas xỏ cả ngón tay vào lỗ đinh, đặt cả bàn tay vào cạnh sườn của Chúa. Thomas là cái con người thực nghiệm, muốn cái gì là cụ thể. Và Chúa cũng không có ngần ngại để tỏ ra cho Thomas thấy
Chúa một cách cụ thể. Và nhờ cái việc đó mà Thomas được cứng, từ cái chỗ cứng tin đó, đã trở nên người tin, làm cho ông vững tin hơn, mạnh tin hơn lên. Điều mà các tông đồ đã thấy bằng mắt, việc ông Thomas sờ tận tay giúp cho các ông có thể tiếp xúc trực tiếp với trái tim đầy lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy mà các ông đã để cho lòng thương xót của Chúa được cụ thể hóa nơi các ông. Trái tim hay thương xót của Chúa chạm vào trái tim các ông, lay động và biến đổi trái tim còn sơ cứng, còn khô khan, còn yếu tin của các ông. Sau cái biến cố này, các tông đồ, đặc biệt là ông Thomas, tất cả các ông đều cảm nghiệm một cách sâu sắc cái sự bình an Chúa ban cho các ông. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, ba lần Chúa đều chúc bình an cho anh em. Trước khi cho thấy việc này, trước khi nói điều kia, thì Chúa luôn luôn chúc bình an cho anh em. Và khi thấy Chúa, tin Chúa, và như Thomas đã nhận ra Chúa rồi, thì các ông cảm thấy là Chúa ban cho các ông sự bình an. Nhờ đó mà nó trở thành cơ sở để lòng tin của các ông trở nên mạnh mẽ hơn, và cái diễm phúc của các ông là cái người mà không thấy mà tin như lời Chúa nói. Chúa muốn từ cái thực nghiệm cụ thể để dẫn các ông tới cái chỗ là không thấy mà tin. Và như thế trở lại với cái lời Chúa nói với thánh nữ Faustina, lạy Chúa còn tín thác vào Chúa. Và chúng ta thấy nó có cái nền tảng là cái sự tin và phó thác cho lòng thương xót của Chúa, cũng được thấy ở nơi các tông đồ khi Chúa sống lại hiện ra với các ông. Và cái điều đó thiết nghĩ nó cũng trở thành cơ sở cho lòng tin của mỗi người chúng ta, cho cái sự tín thác của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Thì thưa cộng đoàn, khi đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật kính lòng thương xót của Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy biết liên kết với nhau như nhóm 12. Chúng ta liên kết với nhau để thờ phượng Chúa, làm nên một cộng đồng đức tin, một cộng đồng đức tin mạnh mẽ, một cộng đồng biết phó thác vào lòng thương xót của Chúa giống như các tông đồ xưa kia. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, nâng đỡ lòng tin của nhau, giúp nhau duy trì, củng cố, phát triển đức tin, để mỗi ngày chúng ta lớn lên hơn, trưởng thành hơn về đời sống đức tin của người Kitô hữu. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kính một Đức Chúa Trời, phong si ô pi la tô chiều đóng đành vào thánh giá. Ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta hãy tôn vinh Người và dâng lời cầu xin. Chúa luôn hiện diện trong hội thánh cho đến ngày tận thế. Chúng ta hiện lời cầu xin Chúa luôn đồng hành với các giám mục, linh mục, phó tế, để các ngài có thể chu toàn sứ mạng dẫn dắt dân Chúa trong cuộc lữ hành trần thế. Khát vọng sâu xa nhất của hết thảy mọi người trên trái đất này là được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta lời cầu xin Chúa ban cho thế giới được bình an và mọi người thoát được cảnh đói nghèo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi sống lại từ cõi chết, Chúa đem niềm hy vọng đến cho những ai tin Chúa. Chúng ta hiện đời cầu xin Người thương nâng đỡ những kẻ tật nguyền đau yếu, cho họ mau bình phục. Nhờ đó họ có thể sống mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc. Lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, chúng ta lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cùng biết noi gương Thánh Tôma mà tuyên xưng niềm tin của mình bằng những việc làm cụ thể, vì đức tin không việc làm là đức tin chết. Lạy Chúa Giêsu, sau khi phục sinh vinh hiển, Chúa đã hiện ra cho các tông đồ được thấy tỏ tường. Xin củng cố niềm tin còn quá yếu kém của chúng con. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con, đặc biệt là của những anh chị em tân tòng. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy. Xin cũng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết, và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Chúc tụng đấng ngự đế. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giám Quản Giuse, Đức Giám Mục Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các linh hồn Elizabeth, Maria, Giuse, Phêrô và Phaolô mà chúng con cầu nguyện cho trong thánh lễ này. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô là đứng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời cha cố và cộng đoàn ngồi một chút xíu. Sau thánh lễ, kính mời quý ông bà anh chị em nhận bản tin hàng tuần số 17 của giáo xứ. Chúng ta biết là các đức giám mục của chúng ta họp hội đồng mục vụ, họp hội đồng giám mục Việt Nam kỳ 1 2019 vừa qua từ thứ hai cho đến thứ sáu tại trung tâm Hoằng Hương Đức Mẹ Bãi Dâu thuộc giáo phận Bà Rịa. Thì trong bản tin này có biên bản của kỳ họp, quý ông bà anh chị em đọc qua. Thứ hai là Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse thông báo lần hai về việc sắp tới có 12 chủng sinh sẽ lãnh chức phó tế vào ngày 29 tháng 5 2019 và có 18 thầy phó tế sẽ lãnh chức linh mục vào ngày 7 tháng 6 2019. Và xin quý ông bà anh chị em hiệp thông cầu nguyện, và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho các cha xứ. Trong bản tin này có danh sách của quý tín chức. Ngày Chủ nhật hôm nay là giỗ 15 năm cha Phêrô Trịnh Việt Yên, ta cầu nguyện cho cha. Ngày hôm qua thì dâng thánh lễ cho ngài vào buổi cũng như sáng nay. Ngày thứ hai 29 tháng 4 kỷ niệm mừng 54 năm linh mục của cha Giuse Đào Xuân Thân, ta hiệp thông tạ ơn và cầu bình an cho cha Giuse. Và ngày thứ tư 1 tháng 5 chúng ta bước qua tháng kính Đức Mẹ, tháng 5 tháng kính Đức Mẹ, và cũng là ngày lễ Thánh Giuse thợ, ngày quốc tế lao động, ta xin Thánh Giuse phụ trợ cho chúng ta. Ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chúa nhật trong tuần này là những ngày đầu tháng thì chương trình như thường lệ. Cách riêng thì ngày thứ năm đầu tháng vào buổi chiều lúc 5 giờ rưỡi cũng là ngày lễ kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ bổn mạng của Liên hội đồng Bộ Giáo xứ Giáo hạt Phú Thọ, trong đó có giáo xứ Tân Trang chúng ta, sẽ được tổ chức tại giáo xứ Phú Hòa. Ta cũng dâng lời tạ ơn và cầu bình an cho anh chị em trong Liên hội đồng Mục vụ Giáo xứ của các giáo xứ. Buổi sáng ngày thứ sáu đầu tháng có trao mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Buổi chiều có cầu nguyện và thánh lễ kính lòng Chúa thương xót như thường lệ. Ngày thứ bảy đầu tháng đặc biệt thì buổi chiều chúng ta có kiệu Đức Mẹ, 5 giờ tập trung đọc kinh, 5 giờ 15 kiệu Đức Mẹ, và sau đó chúng ta hiệp cùng các em thiếu nhi dâng hoa lên Đức Mẹ nhân dịp tháng 5 tháng hoa về. Và sau dâng hoa thì chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ chiều thứ bảy như thường lệ. Kính mời cộng đoàn tham dự đông đủ, các hội đoàn mặc đồng phục và mang theo cờ hiệu. Ngày Chủ nhật đầu tháng thì rửa tội cho các trẻ em như thường lệ, và chúng ta có lắc giỏ cho quỹ xây dựng và phát triển giáo xứ. Và giờ đây xin được nhường lời cho một thầy đại diện của dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn chào đón thầy Nam. Yeah. Thầy này là thầy Nam nhưng mà người Bắc vẫn gọi là thầy Nam. Thì xin được nói một chút xíu là quý cha, quý thầy dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, ngoài ba lời khấn chính giống như các dòng tu sĩ khác là nghèo khó, khiết tịnh và vân phục, thì có thêm một cái lời khấn nữa là lời khấn chăm sóc các bệnh nhân. Và đó là lý do mà quý cha quý thầy hiện diện hôm nay. Và giờ đây thân thưa đôi tâm tình với quý bạn chị em thương lắng nghe và chia sẻ. Xin cảm ơn. Trọng kính cha chánh xứ, cha chủ tế, quý cha, quý tu sĩ, quý thầy cùng tất cả quý ông bà anh chị em rất thân thương. Con nhìn xuống con thấy cũng có một số người đến bệnh viện dòng Thánh Gioan Thiên Chúa khám bệnh và cũng nằm ở dưới hố này. Thưa tất cả quý ông bà anh chị em, là trước năm 75 thì gọi là bệnh viện Thánh Tâm hay là bệnh viện của các thầy dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Nhưng mà sau năm 75 thì nhà nước họ quản lý. Thế thì bệnh nhân thì rất nhiều,
và cái sự vừa bệnh đã hẳn rồi vừa nghèo nữa, cho nên nó là cứ đến nhà dòng hiện giờ là gần 500 bệnh nhân mà mỗi một bữa là chỉ có đóng có 5.000 thôi, còn bao nhiêu là các cha các thầy là cứ phải gọi là xách túi đi rồi vừa đi xin rồi vừa đủ mọi thứ để giúp cho. Nhưng mà cũng hên cái là vì tình yêu hay là vì lòng thương xót Chúa mà Chúa sắp xếp cho để lúc nào cũng có cho họ bữa cơm, hai bữa cơm mà có 10.000, còn sáng thì ăn cho ăn cháo. Thế thì còn nằm bệnh thì mỗi một ngày là có 5.000, mà trong khi đó đóng tiền điện không, nhà dòng đóng tiền điện không, một tháng hết gần 100 triệu. Đấy thì tại sao làm được thì cũng nhờ vào phép lạ của Chúa thôi. Thế thì khi trông thấy những bệnh nhân đau khổ như vậy thì chúng con là các cha các thầy không thể nào mà không rơi lệ. Thậm chí như con, nhiều khi con khám bệnh 30 năm cũng vậy, là có nhiều hôm buổi sáng con phải nhịn cái suất ăn 9 giờ của con cho một người đó, người ta bảo giờ con chưa có gì ăn. Thì đó là một cái lòng trắc ẩn của những người con cái Chúa. Thì chúng con là những người trực tiếp để giúp đỡ cho bệnh nhân, còn quý ông bà anh chị em là những người gián tiếp. Chính vì vậy hôm nay được phép cha xứ chúng con đưa các thơ ngỏ lên để đến từng tay quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em đọc cái thơ ngỏ này, quý ông bà anh chị em sẽ nhận thấy là cái sự giúp đỡ của quý ông bà anh chị em. Chúng con là người trực tiếp, còn quý ông bà anh chị em là những người gián tiếp. Thế thì quý ông bà anh chị em sẽ giúp đỡ bằng cách này hay cách khác, có thể là một vài viên gạch hay một vài bao xi măng, đặc biệt là giới thiệu cho nhiều người biết cái công việc thực của các thầy, các cha dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Từ vì khi vào đó nằm thì họ vừa được chăm sóc thể xác, chăm sóc tinh thần, có nghĩa là chăm sóc con người toàn diện. Đã có những bệnh nhân họ thốt lên rằng bây giờ con chết, con mới cảm thấy hạnh phúc thật, bởi vì ngay các cha sẽ làm các phép cho rồi tất cả những các cái xin họ làm những cái mà gọi là cuối cùng, lo liệu cuối cùng cho họ. Đấy là một cái ơn mà đặc biệt Chúa ban cho tất cả những người mà đã sống trong đời sống thánh hiến, đặc biệt là dòng bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa. Chính vì vậy, hôm nay chúng con đến để kêu gọi quý ông bà anh chị em cộng tác với nhà dòng để cho cái ngôi, cái nhà lưu trú bệnh nhân này này, nó mau được hoàn thành. Thì chúng con tin chắc rằng khi mà tin vào tình yêu của Chúa thì Chúa sẽ có cách của Chúa, nhà của Chúa thì Chúa sẽ hoàn thành thôi. Nhưng Chúa đòi mỗi người cộng tác của chúng ta. Và trong sách Châm Ngôn thì nói rõ rằng khi chúng ta làm việc bố thí là chúng ta cho Thiên Chúa vay mượn, và chính Ngài sẽ trả công xứng với công việc của chúng ta làm. Còn Thánh Gioan Thiên Chúa khi còn tạ thế, Ngài cũng cứ đi khắp các làng, các thành phố này, Ngài nói là hỡi quý ông bà anh chị em, hãy làm phúc cho chính mình để quý ông bà anh chị em được hưởng hạnh phúc ngay đời này và còn được hạnh phúc viên mãn đời sau. Đây là những cái châm ngôn và những cái điều mà các ngài đã đi trước, các ngài dạy dỗ chúng ta. Còn chúng con là con cái của Thánh Gioan Thiên Chúa thì bố làm sao con cũng phải làm vậy, phải không? Thì mới đúng là cái người con ngoan của bố, của Thánh Gioan Thiên Chúa và người con yêu của Chúa. Thì quý ông bà anh chị em hãy cộng tác với tất cả quý cha quý thầy là quý ông bà anh chị em cho Thiên Chúa vay mượn và Ngài sẽ trả công xứng với công việc của chúng ta làm. Rồi trong này có cả ân nhân, có cả địa chỉ, có đầy đủ hết. Thì không, hôm nay không chuẩn bị kịp thì một ngày nào đó nếu có điều kiện, mời quý ông bà anh chị em hãy đến thăm, nhìn xem và có thể ở rồi ăn cơm với họ giống như các cha thầy trong đó vậy. Thì một ngày nào đó con tin chắc rằng mọi người chúng ta vì tình yêu, vì con người sinh lão bệnh tử chẳng ai thoát được, mình không bệnh nhưng mà người nhà mình bệnh, thì mình thứ nhất là tạ ơn Chúa, thứ hai là cộng tác với công việc của nhà dòng. Còn riêng nhà dòng thì luôn nhớ tất cả những người giúp đỡ trong cách này cách khác trong kinh nguyện và thánh lễ, và hàng ngày dâng lễ cầu nguyện cho tất cả các vị ân nhân thân nhân, trong đó có tất cả mỗi người chúng ta. Lần nữa con xin chân thành cảm ơn cha chủ tế, cha chánh xứ, rồi quý cha, xin cha tiếp tục cầu nguyện cho hội dòng chúng con được mau hoàn tất, và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em, và xin quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.